Chiều 17 tháng 3, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp báo về vụ việc có các tiếp viên hàng không xách ma túy qua đường không từ nước ngoài về. Ông Nguyễn Hữu Nghiệp, Phó Cục trưởng Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lượng ma túy bị bắt trong vụ này rất lớn. Trong cuộc họp báo, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh thông tin cụ thể về việc phát hiện hơn 10 kg thuốc lắc và ma túy tổng hợp do 4 tiếp viên mang từ Pháp về. 4 tiếp viên này là Đặng Phương Vân, Nguyễn Thanh Thủy, Trần Thị Thu Ngân, Võ Tú Quỳnh. Các nữ tiếp viên tỏ ra sửng sốt khi biết có ma túy trong kem đánh răng. Những người này khóc và đưa lời khai khi ở Pháp đã được một người chưa xác định danh tính nhờ xách tay một số hàng hóa về nước và trả công hơn 10 triệu đồng. Trước đó, ngày 16 tháng 3, Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất tiến hành soi chiếu và nghi vấn một số hành lý của tiếp viên có mang chất cấm. Kết quả phát hiện trong hành lý của 4 tiếp viên nói trên có thuốc lắc và chất cấm. Khi kiểm tra những tuyếp kem đánh răng, nước súc miệng trong hành lý của các tiếp viên này, lực lượng chức năng tìm thấy 11,4 kg thuốc lắc và ma túy tổng hợp, cụ thể gồm 8.400 g viên nén màu xám, 3.080 g chất bột màu trắng, tất cả các mẫu thử đều là ma túy. Lãnh đạo Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đây là vụ án lực lượng hải quan phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện vai trò bảo vệ an ninh. Nếu lượng ma túy này chót lọt vào Việt Nam, thì tác động đến an ninh, xã hội sẽ khôn lường. Thưa quý vị, đây không phải là lần đầu tiên nghi án vận chuyển trái phép chất cấm xảy ra tại các hãng hàng không. Với mức thu nhập khá cao, nhưng trước đây, một số phi công, tiếp viên vẫn có hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép tiền, vàng, đồ công nghệ, thậm chí là chất cấm để rồi bị bắt. Năm 2008, một phi công của Vietnam Airlines đã từng gây chấn động dư luận khi bị bắt tại Australia do nghi ngờ có liên quan tới đường dây rửa tiền và ma túy lớn tại quốc gia này. Và danh tính của phi công này được xác định là Lại Quốc Việt. Cùng với đó là một phi công khác là Trần Đình Quang, cũng là một phi công của Vietnam Airlines và cũng tham gia vào đường dây tội phạm này. Và thưa quý vị, Trần Đình Quang đã bị cơ quan an ninh Australia bắt tại sân bay do mang ngoại tệ vượt quá quy định, quá 10.000 đô la Mỹ. Sau đó, phi công này đã bị kết án tù 4 năm rưỡi do vận chuyển trái phép tổng cộng 6,5 triệu đô la Australia về Việt Nam. Tiếp đó, vào cuối năm 2008, một cơ phó của Vietnam Airlines có tên là Đặng Xuân Hợp đã bị Hải quan Nhật Bản tạm giữ điều tra do liên quan đến đường dây tiêu thụ hàng phi pháp tại nước này như quần áo, giày dép. Khi bị cảnh sát Nhật bắt giữ thì phi công Đặng Xuân Hợp thừa nhận đã được trả 100 đô la Mỹ cho mỗi lần chuyển hàng về Việt Nam nhưng không hề biết đó là đồ phi pháp. Liên tiếp sau đó, các vụ vận chuyển hàng hóa như tiền, vàng, đồ công nghệ, trái phép của các phi công, tiếp viên của Vietnam Airlines bị bắt giữ tại các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia. Cụ thể, vào tháng 6 năm 2010, cơ quan chức năng của Úc bắt giữ tới 7 tiếp viên, trong đó có cả nam và nữ của Vietnam Airlines để điều tra nghi vấn liên quan về việc vận chuyển một số điện thoại iPhone và iPad từ nước này về Việt Nam. Năm 2011, Vietnam Airlines cũng xảy ra vụ lùm xùm khi tiếp viên Thái Anh Tiến bị khởi tố cùng với người mẫu Vĩnh Thụy do liên quan đến đường dây buôn lậu hàng điện tử, ngoại tệ từ nước ngoài về Thành phố Hồ Chí Minh. Siêu mẫu Vĩnh Thụy vào cuối năm 2011 đã bị khởi tố vì liên quan đến đường dây buôn lậu hàng điện tử, ngoại tệ về Thành phố Hồ Chí Minh thông qua một số tiếp viên của Vietnam Airlines và bị khởi tố cùng Vĩnh Thụy là có tiếp viên Thái Anh Tiến, đoàn tiếp viên của Vietnam Airlines. Cơ quan điều tra Bộ Công an cũng đã xác định hơn 30 tiếp viên hàng không đã tham gia các phi vụ vận chuyển trên do Đỗ Thành Lâm cầm đầu. Gần đây, vào hồi tháng 3 năm 2022, sau khi hoàn thành chuyến bay từ Hà Nội đến sân bay quốc tế Busan, Hàn Quốc, thì hai phi công và tiếp viên của Vietnam Airlines bị bắt giữ do giấu 6 kg vàng được chia làm 6 miếng, mỗi miếng nặng 1 kg dưới đế giày khi qua hệ thống máy dò kim loại của sân bay. Vietnam Airlines cho biết hai nhân viên của hãng là cơ trưởng Nguyễn Văn Dũng và 35 tuổi và tiếp viên Nguyễn Tuấn Phong đã mang theo vàng trên chuyến bay Vietnam Airlines 426 khởi hành từ Hà Nội đi Busan ngày 10 tháng 3 nhưng không khai báo và bị bắt. Liên quan đến sự việc 9 tiếp viên Vietnam Airlines bị bắt, Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu Vietnam Airlines báo cáo lại toàn bộ vụ việc trên. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Đặng Anh Tuấn, trưởng ban truyền thông của Vietnam Airlines để xác minh thông tin. Cảm ơn ông Đặng Anh Tuấn đã dành thời gian cho VTC Now. Và thưa ông, trước thông tin báo chí Australia đưa tin tiếp viên hàng không Việt Nam bị giữ tại sân bay và Cục trưởng Cục Hàng không Đinh Việt Thắng đã cho biết vụ việc liên quan đến tiếp viên Vietnam Airlines. Vậy Vietnam Airlines nhận định sự việc này như thế nào ạ? Bọn anh chưa nhận định được bởi vì bọn anh cũng đang hỏi thông tin thì chính bọn anh cũng chỉ biết thông tin qua cái kênh TV của Úc thôi. Thế còn hiện nay bọn anh cũng đang chờ thông tin của các nơi để xác định xem cụ thể nó là cái gì.
Bởi vì như anh đã nói, tất cả các tiếp viên tổ bay của Việt Nam Airlines vẫn bay đi bay về bình thường và không thấy có cái thông báo nào của bất cứ nhà chức trách nào cho đến bây giờ cho Việt Nam Airlines, nhưng mà anh cũng không biết. Liên quan đến sự việc này thì Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu Việt Nam Airlines xác minh như thế nào ạ? Cục Hàng không thì yêu cầu tất cả, đang yêu cầu tất cả các hàng không cùng báo cáo. Nên là bọn anh cũng phải đi hỏi thông tin rồi báo cáo với Cục. Đang hy vọng là trong ngày hôm nay thì các hàng không mà của Việt Nam ấy, mà bay đến lúc đều phải báo cáo xem thông tin. Thưa ông, nếu 9 tiếp viên này là thành viên của Vietnam Airlines, vậy Vietnam Airlines sẽ có hướng xử lý như thế nào ạ? Nếu thì bây giờ nó phải phụ thuộc rất nhiều, là một là còn đúng, nếu là nếu thì cũng được. Nhưng nó phải phụ thuộc rất nhiều vào cái thông báo của, nếu nhà chức trách người ta phải thông báo nó là cái gì thì mình mới biết được. Đúng không? Bởi vì cho đến bây giờ nhà chức trách của Úc thì họ cũng không có bất cứ một cái động thái nào với lại tất cả các thành viên. Nếu mà chẳng may đấy là Vietnam Airlines thì anh cũng không rõ, nhưng mà tất cả thành viên của anh đều bay đi bay về bình thường thì anh cũng không rõ là. Thưa ông, trước đây đã từng có những sự việc các tiếp viên của Vietnam Airlines vận chuyển trái phép tiền, buôn lậu linh kiện điện thoại. Vậy quy trình xử lý của Vietnam Airlines là như thế nào ạ? Ủa, những cái đấy thì bọn anh cũng đã đều xử lý rồi. Trường hợp nào mà vi phạm, đầu tiên là Vietnam Airlines cũng có những quy định rất chặt chẽ. Cá nhân nào vi phạm thì đương nhiên sẽ bị chịu hình thức xử lý. Cái đấy đã đi qua quá lâu rồi, và cũng đã xử lý từ rất lâu rồi. Anh nghĩ là chắc là như đâu đó cũng 10 đến 12 năm nay. Cho đến bây giờ thì anh không khẳng định được đây có phải là một sự việc không. Còn bọn anh thì đã, anh nhớ là cách từ khoảng năm 2010 gì đó thì có một trường hợp mà tất cả những cái đều đã xử lý theo tất cả các quy định của Việt Nam Airlines cũng như của các nước có liên quan. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.